Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Nha Thuốc Trung Nguyên. Mình xin dịch tự giới thiệu, mình là dược sĩ của Nha Thuốc và cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nha Thuốc Trung Nguyên. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm là Glutathione C Skin Whitening. Sản phẩm giúp trắng da, sáng hồng tự nhiên, bổ sung vitamin C, glutathione và các chất chiết xuất của thảo dược, giúp hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, giúp da khỏe, giảm nguy cơ lão hóa da, sạm da, nám da, giúp tăng cường miễn dịch, giải độc gan, giúp tăng cường chức năng gan, bảo vệ tế bào gan. Các bạn biết vì sao cái sản phẩm này nó hỗ trợ trắng da, sáng da không ạ? Hẳn là nhiều người cũng đã hiểu lý do tại sao, nhưng mà cũng chắc cũng vài người chưa biết, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn thắc mắc này. Bởi vì da của chúng ta nó quyết định màu da là bởi vì cái sắc tố melanin trong da của người châu Á chúng ta thì nó ở khoảng trung bình, còn melanin của những người châu Á là ở mức 0, mình là khoảng mức 3, mức 4. Còn những người mà da màu thì nga thì ở cao hơn là khoảng mức 5, 6. Đó là cái hắc tố nó quyết định màu da. Mình là người da vàng đó, nên là nó ở mức trung bình. Và cái thành phần glutathione này nó sẽ giúp giảm cái sắc tố melanin ở dưới da, nên là nó sẽ làm cho da mình trắng hơn, sáng hơn và mịn màng, hồng hào hơn. Nhờ cái dẫn xuất vitamin C ở trong này, nó sẽ có tác dụng giúp hấp thụ glutathione tốt hơn, chiết xuất hạt lựu, chiết xuất hạt nho hoặc là chiết xuất coca thì nó cũng giúp cho da của chúng ta chắc chống được những chất chống oxy hóa từ môi trường này, khói bụi này, những cái dầu nhờn do da mình này, những cái hóa chất độc hại này, thì nó sẽ làm cho da mình giữ được cái nét thanh xuân và không quá trình lão hóa nó bị chậm đi. Mà thành phần glutathione này nó còn giúp cho giải độc gan, bảo vệ gan nữa nha mọi người. Những người nào mà bị vấn đề về gan thì bác sĩ thường kê cái thành phần glutathione này, ngoài tác dụng làm đẹp ra thì nó có tác dụng là chống oxy hóa rất là tốt, nên là nó sẽ bảo vệ gan cho mọi người rất là tốt. Mỗi ngày mình dùng 1 đến 2 viên. Mình có một khách dùng thường xuyên cái này, da của chị ấy lúc trước khi sử dụng là nó sẽ có cái màu như này này nha mọi người, màu này. Nhưng mà hiện nay thì da của chị có thể trắng hơn cái này một tông nữa. Chị ấy sử dụng cái này khoảng được 6 tháng, mỗi ngày chị uống duy trì 1 viên. Thì chị có dự vừa làm cho da mình trắng này, vừa giữ được cái vẻ đẹp của tuổi trẻ này mà không bị lão hóa nữa, cực kỳ tốt, hàm lượng nó rất là cao nha. Còn cái việc mà bảo vệ gan á, thì mình là nhà thuốc trước cổng bệnh viện 175, mình có một bác sĩ trong bệnh viện này dùng thường xuyên sản phẩm này để nó bảo vệ cho cái tế bào gan của bác, và nó giúp gan của bác đào thải độc tố tốt hơn. Đó là bác sĩ của 175 người ta đang sử dụng và cực kỳ hiệu quả nha. Nên là mọi người yên tâm về những cái sản phẩm này. Đó là sản phẩm tránh làm trắng da an toàn và hiệu quả. Mọi người bạn nào mà có nhu cầu giúp làm da mình trắng và chống lão hóa, vừa hỗ trợ gan, thì bạn cứ liên hệ nhà thuốc nha. Mình có 3 chi nhánh trên thành phố Hồ Chí Minh này. Đó là cái địa chỉ đây ạ. Địa chỉ chi nhánh 1 là 312 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận. Số điện thoại ở đây ạ. Địa chỉ nhánh thứ 2 là địa chỉ mình đang ở đây ạ, 783 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp. Nhánh thứ 3 là 189 Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp. Các bạn có thể liên hệ chi nhánh nào cũng được, đều cũng có bán cái sản phẩm glutathione whitening serum nè. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào mọi người ạ.